tình yêu và quan hệ tình dục nó là những món quà tuyệt vời nhất mà tất cả mọi người đều mong muốn có. Tôi thấy chưa bao giờ giới trẻ có thể nói là tiếp cận dễ dàng với góc độ tình dục như bây giờ. Tất cả những gì liên quan đến tình dục như bây giờ đầy rẫy luôn. Cảm giác là để tìm hiểu thông tin đúng thì lại không nhiều, mà tìm hiểu những thông tin gọi là nó ở cái mức độ gọi là bên ngoài thôi thì lại rất nhiều, để các em nhanh chóng gọi là thỏa mãn những cái nhu cầu của mình. Và nó để lại hậu quả, dẫn đến những hệ lụy rất là ghê gớm. Chúng ta phần lớn là đang thấy, hình như tôi thấy đang thấy chúng ta tuyên truyền quá nhiều về những hậu quả của cái chuyện mà tình dục không lành mạnh, thay vì cái việc là chúng ta đã hướng dẫn trước đó cho các em là nếu thế để tránh hậu quả chúng ta phải làm gì, đúng không anh? Trong rất nhiều những chương trình khi mà tôi trao đổi về những cái chủ đề tình dục, giáo dục giới tính với các bạn trẻ thì tôi luôn luôn nói rằng là gì? Giáo dục giới tính là một điều tuyệt vời. Giáo dục giới tính không phải là cái để cấm các bạn quan hệ tình dục, cấm các bạn yêu đương. Bởi vì tình yêu và quan hệ tình dục nó là những món quà tuyệt vời nhất mà tất cả mọi người đều mong muốn có. Vậy thì giáo dục giới tính là giúp cho các bạn lựa chọn để có những cái hành vi chuẩn, hành vi lành mạnh, đúng trong tình yêu và trong tình dục, chứ không phải là cấm các bạn. Thì đa phần những nhóm cộng đồng khi là tôi giới thiệu và khi tôi tiếp cận thì tôi nói chuyện thì thường các bạn đều rất là tương đối là ngại ngần và có một cái sự gọi đề phòng nhất định khi nói về cái việc đó là giáo dục giới tính. Giáo dục mà làm cho người ta phải thế này phải thế kia, nhưng thực chất giáo dục đây là định hướng cho các bạn ấy hiểu và các bạn ấy làm chủ và chịu trách nhiệm được cái quyết định của mình. Bởi vì chúng ta đều biết không thể cấm được ai không quan hệ tình dục và không thể cấm được ai không yêu đương. Và đặc biệt rất nhiều cha mẹ bây giờ khi thấy các con mình lớn bắt đầu trưởng thành cảm giác rất là bối rối, không biết sẽ phải như thế nào đây. Biết rằng là không thể cấm được nhưng vẫn muốn cấm và không biết tiếp cận thế nào để nói chuyện với con mình về vấn đề này. Muốn con mình có một đời sống tình dục lành mạnh nhưng cha mẹ lại không có phương pháp. Và thực sự chúng ta đều biết là gì? Nhà trường và xã hội chúng ta cũng đang rất là bối rối, chưa tìm ra được một cái cách thức nào tiếp cận cụ thể và nó thực sự hiệu quả để giúp cho giới trẻ chúng ta tiếp cận đến tình dục an toàn, tình dục lành mạnh một cách nó hay nhất, nó chính thống nhất. Mà đa phần là hiện nay giới trẻ chúng ta, các bạn trẻ thường phải tự đi tìm hiểu thông tin từ những nguồn thông tin nó đang rất là mở, mạng internet và đa chiều TV, phim ảnh, đúng không ạ? Mọi người đều hàng ngày tiếp cận và tôi thấy chưa bao giờ giới trẻ có thể nói là tiếp cận dễ dàng với góc độ tình dục như bây giờ. Tất cả những gì liên quan đến tình dục như bây giờ đầy rẫy luôn, nhưng hiểu thế nào là tình dục lành mạnh thì đó là một sự khó khăn. Đấy, tôi mới thấy là đáng lo ở chỗ đó. Các em có thể biết được ngay là cái đời sống tình dục nó sẽ như thế nào, nó diễn ra ra sao và các em có thể học được rất là nhanh chóng. Nhưng vấn đề là đấy mới chỉ là tôi cảm giác như nó mới chỉ là cái lớp vỏ bề ngoài thôi. Còn ở bên trong nó là làm thế nào để có thể, thứ nhất là có một đời sống tình dục nó tốt nhất, nó đẹp nhất cho các em, nó an toàn nhất, nó lành mạnh nhất thì hầu như lại không được trang bị. Như anh vừa nói rằng là nhà trường, gia đình bối rối đã đành, nhưng ngay cả bố mẹ là những người thân thiết nhất với các em bối rối không kém, là bởi vì là thực ra hôm nay chúng ta mới nói là đến khu trú trong một cái bộ phận nhỏ là giới trẻ thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu thực ra chúng ta nói là rộng ra ấy, thì ngay cả rất nhiều người đã có tuổi, đã có kinh nghiệm, nhưng nếu để hỏi họ rằng là thế nào là một đời sống tình dục lành mạnh, để họ trả lời đúng nhất tôi cho rằng là cũng là khó. Cái hiểu biết của chúng ta vẫn còn khá là hạn chế. Mọi thứ nó sẽ lành mạnh nếu như cái mối quan hệ đấy nó không để lại những hậu quả đáng tiếc. Còn nếu như chúng ta thấy rằng là hiện nay còn rất nhiều mối quan hệ mà chúng ta vẫn còn ghen tuông, chúng ta vẫn còn hằn học, chúng ta vẫn còn ghen tị, chúng ta vẫn cảm giác bế tắc với những mối quan hệ của mình và cảm thấy tội lỗi, có thể khẳng định luôn gì đó không phải là những mối quan hệ tình dục lành mạnh. Bởi vì nếu nó lành mạnh thì bạn hưởng thụ nó, bạn khoan khoái với nó, bạn thích thú với nó, bạn yêu thương nó, thăng hoa cùng với nó, chứ không phải cảm giác bối rối và lo sợ và sợ hãi như bây giờ. Tôi có cảm giác rằng mọi người bây giờ đang cảm giác tình dục như là một cái gì đó làm cho người ta sợ hãi và thích thú, mà sợ hãi cùng thích thú và sự sợ hãi nó đi cùng với nhau, nó làm cho chúng ta không thực sự là tận hưởng nó một cách nó triệt để và trọn vẹn.
Mà điều đó nó đều đến từ cái việc là chúng ta không biết cách làm thế nào để có một đời sống tình dục lành mạnh. Đấy là chúng ta, thậm chí là những người đã có tuổi đời, những người đã có kinh nghiệm, đã có sự từng trải mà đôi khi chúng ta vẫn còn lúng túng đúng không anh? Trong cái việc làm thế nào để đạt tới được một cái mức gọi là chúng ta được coi là một đời sống tình dục lành mạnh và tốt đẹp. Huống hồ là các bạn trẻ của chúng ta hiện nay, các em nó sẽ còn bối rối hơn rất nhiều lần. Tôi cứ nhớ lại rằng ngay cả chính bản thân mình, nếu mình trở lại với cái thuở mình bắt đầu lớn, thì tôi cho rằng là để bộc lộ những vấn đề về tình dục chẳng hạn, có lẽ nó là một điều cấm kỵ. Có lẽ là mình đã được dạy dỗ như thế, có lẽ là bởi vì cái hoàn cảnh xung quanh mình nó như thế, cái môi trường như thế, nó không tạo điều kiện cho mình được nói ra những điều đó. Và vì thế thì cứ cho là bây giờ các em đã được thoải mái hơn, các em đã có cơ hội tìm hiểu thông tin hơn. Nhưng mà hơi tiếc là cảm giác là để tìm hiểu thông tin đúng thì lại không nhiều, mà tìm hiểu những thông tin gọi là nó ở cái mức độ gọi là bên ngoài thôi thì lại rất nhiều. Để các em nhanh chóng gọi là thỏa mãn những cái nhu cầu của mình, nhu cầu đấy thực ra không sai, nhưng mà các em không trang bị đầy đủ và nó để lại hậu quả dẫn đến những hệ lụy rất là ghê gớm. Anh thấy không, chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện đau lòng.